Rồi, bây giờ sẽ tới Vinh Ích chạy nha, cảm giác thế nào không Vinh Ích? Sợ lắm, không chạy đâu. Rồi, lấy dây nè, xe nè. Rồi. Yếu yếu xìu à. Xe yếu đi. Xe yếu. Ở đây đâu có đường nào đâu. Chị ơi, em nói chuyện nha. Chị chạy được thôi nha, bởi vì hôm nay đánh hai cái chim mới rồi đó. Hay gì đó? Quay tập trung quay quay lộn xộn. Nó bị rung á. Rồi. Nó kéo kính ra xuống không? Kéo. Anh có chạy không? Có, anh chạy chung á. Thì chạy trước hay trước anh ra sao? Rồi, idol ra. Rồi. Mấy đứa né ra nè. Rồi, ra sân ra, ra sân ra. Rồi, ra đi. Ở của anh á. Rồi. Em. Trời. Lên luôn. Nhìn xe em lần cuối nha Hiếu. Chạy. Ra luôn. Ra chạy đi, ra chạy em. Rồi chạy đi, từ từ thôi. Chạy đi từ từ. Tao chỉ vô quá anh ơi. Cái gì? Đúng là em có sợ, đi không nói. Đừng có nói, mày nói nhiều, để cho tập này chạy đi. Chạy đi. Ra ngoài quay, ra ngoài quay. Tháo mít ra. Giữ giùm anh mít này luôn. Bên kia. Em bo dễ mà. Tới cái khúc này nè. Rồi em bo đã rồi, nãy về cái chân em về em thay cái mới luôn rồi á. Nó cạm mòn hết trơn luôn rồi. Vô. Ngon quá. Uống chùa ngon, không gian. Thôi trễ vậy, Gia Hân này uống chùa nãy giờ. Xe hai lần á. Chạy đi em, nó đang có dụng chứ. Thôi, chạy luôn rồi. Xe nhẹ quá. Chạy rồi, chạy rồi.
Hello mọi người. Dạ, mọi người nghỉ ngơi. Quá đẹp. Nay trời tuyệt đẹp rồi. Hai đứa em gái tôi. Em gái rượu và em gái mưa. Sao nay chạy thấy sao? Em nói thì ngoài đường nó cũng vắng vậy đó em chạy á. Đã phải không? Chạy phê đúng không? Chạy thấy chạy mà kêu vô không vô luôn. Chạy kêu vô không vô. Chạy kêu vô không vô. Hôm nay chạy chạy thêm chạy nữa. Em chạy chưa? Chạy chưa? Sao cảm giác sao? Khúc của em chưa. Nhưng mà chạy cũng nói ok. Nhưng mà nó khó chạy chứ không phải dễ nha. Ôm gua gua gắt. Mấy cái này được, cái khúc mà đường này nè nó khó vậy. Tập mấy cái này rành nó ra ngoài mình đi cũng ok, mình chạy ok. Chuẩn bị bày cái trò mới hả? Thôi vô nghỉ ngơi. Hôm nay bao xăng hết luôn. Sao cảm giác sao em? Phê. Phê đúng không? Cảm giác đã. Hai biker nhà mình. Vô chạy luôn đi. Vô chạy luôn. Đâu, nhìn hai đứa mặc đồ này ngầu à. Ngầu như cái bồn cầu. Đẹp mà. Nhìn lâu lâu chơi một bữa thôi, chơi hoài. À, chơi hoài à, tốn tiền. Với lại đen da. Bình thường. Rồi. Ra kìa, ra chơi gì kìa. Ra chơi gì tiếp kìa. Đi ra chơi gì tiếp kìa. Mày làm gì cầm mày. Giờ sao nữa anh Gấu? Bây giờ tầm nào? Anh chạy số 8. Chạy số 8. Lạng qua lạng lại vậy hả? Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu qua cái chương trình này. Tập chạy vòng số 8. Nhưng mà vòng này vòng bằng vỏ bánh xe chứ không phải vòng mà thi bằng lái nha mọi người. Vòng thi bằng lái nha. Anh Minh giùm em tấm hình đi. Mở cua động ra đây nè. Rồi bây giờ mấy anh em mình tập ôm cua cả gối nè đó. Mở cua động ra để cua tay qua. Coi hai đứa này làm gì vậy? Lấy dép tay làm dép gối được mà. Dép tay để dép xe không? Em biết không? Nói rộng ra. Nãy cái dép tay đó. Ờ, xin viên nhau nha, bạn này dạy con. Bên này ai dạy qua đây dạy. Qua đó tập đi, qua đó tập đi, chia ra tập. Ở đây là mấy anh em trong nhà mình mua xe bên mình rồi qua chơi luôn á anh em. Chứ không có người lạ đó. Em qua đó tập đi. Chưa có kỹ năng, nhất là hai đứa qua tập đi. Nó bạn vô á, nó hớ nó bạn vào hồn á.
lúc em tập đi không? Bây giờ sẽ là Hân với Junix là tập xe nha. Mệt không? Rồi thì bây giờ em chạy xe Hiếu quen đúng không? Em chạy xe Hiếu. Rồi chứ nào cũng được. Nóng cam kìa. Rồi lên đi. Nó chạy ăn bài không? Chỉ cho nếm chạy. Mỗi người một lên. Giờ sẽ coi bé Hân chạy nha. Chị Hân chạy á. Ôm em. Ôm cô. Ôm. Ôm. Đang tập cho bé Hân ôm cua á mọi người. Bên đây vẫn cũng đang tập rất là đúng rồi, hay lắm Di Đích ơi. Góc rộng. Ôm đi. Anh Gấu chỉ cho biết Hân chạy với anh Gấu. Mấy biker nữ nhà mình được tập luyện rất là chăm chỉ. Đúng rồi, giỏi. Junix có vẻ có tiến triển rồi anh em. Chạy tốt rồi đó. Ôi ôi. Đến có tiến triển tốt rồi. Chúng ta qua xem Hân nha. Hân vẫn đang tập luyện. Hân vẫn đang tập luyện rất là hăng say. Có lẽ đến chạy vòng số 8 ngọt hơn là Gia Hân ha mọi người ha. Đây là ban giám khảo.